Rồi chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Da Chai nha các bạn. Hôm nay mình báo lại một mớ giá hàng, có một mớ hàng mới nữa các bạn. Thì anh em thợ nào có nhu cầu liên hệ mình nha. Thì ở đây mình bán giá cho thợ nha anh em. Nói chung ra thì mình bán giá chắc cho anh em đàng hoàng. Thì gửi hàng là gói cẩn thận cho anh em nha. Các món đồ về điện cơ và sửa quạt và bếp ga nồi cơm điện. Thì các linh kiện thì anh em thợ gần xa các tỉnh thì có nhu cầu thì cứ liên hệ mình để đặt hàng. Thì thông báo gần mấy anh em lạ thì từ 500 lấy lên đó, thì anh em cứ chuyển khoản nha. Còn ví dụ như mà anh em quen quen thì nó bình thường, thì mua mua thì chịu khó chuyển khoản một lần đi, thì lần sau thì mình có thể mình gửi hàng khỏi khỏi chuyển cũng được đó. Mình thì đâu đó đàng hoàng ăn thua cái giá cả, chứ còn tiền bạc là phải đâu qua đó rõ ràng, với đồ đạc là gói cho anh em là cẩn thận nha. Thì mình báo giá lại một số đồ, anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ mình đó. Thì mình có những mặt hàng đầy đủ hết nha đó, anh em xem nha. Còn để lộn xộn đây nữa nè. Đầu tiên thì mình báo giá nha. Thì cái này thì nói chung ra là còn làm giá cũ nhiều lắm anh em, chứ không có lên giá nha. Mình báo giá rằng mình ship vô cho gọn. Thì cái này á, thì bo đầu mót quạt, bo điều khiển quạt á, là có đầu mót luôn đó, là bộ gì là giá 70 nghe anh em đó. Này tiếng Anh nha, mình hết tiếng Việt rồi nha. Tiếng Anh là anh em thợ người ta ưa chuộng nhất, thì mình hết tiếng Việt rồi. Thì anh em nào mà có liên hệ thì đặt hàng mình nha, giá 70 nha, bao nhiêu mình cũng có giao nha. Giá 70, 70.000 một bộ nha. Đó, gói hàng cẩn thận cho anh em đàng hoàng. Rồi kế tiếp là cái ống gen. Đó, ống gen này 3 ly, 4 ly, 5 ly nè. Thì nó mấy loại đó, anh em mua một chục á thì mua loại nào cũng được. Thì mình cứ phân ra cái một vài ống cho anh em, thì một chục thì giá 45 ngàn nha anh em. Ống gen dạo này nó mắc lắm nha, có nhiều mấy trăm ngàn nè. Đó, 45 ngàn một chục nha anh em. Ống gen này ống gen nhiệt nha. Anh em nói ống gen nhiệt nha, mình không có bán ống gen hơi nha, ống gen nhiệt nha. Ống gen này là cách điện chống cháy an toàn nhất nè, để cho mình làm nè. Mình thì mình sửa quạt rồi, mình không có xài băng keo, mình xài ống này không, mình đút vô cái rồi à. Đó, đút vô, cắt khúc đút vô rồi xong. 45 ngàn một chục nha, chục cộng nha. Nè, này là phân nửa nè, một cộng cả mét đó anh em. Đó, rồi, cái này mình báo giá mình để bên ha, ống gen đó. Cho nó gọn anh em ơi. Nó đồ nó hơi chặt anh em, khu vực mình nó hơi chặt. Rồi kế tiếp mình báo giá nha, IC bếp ga mini thì nó cũng nằm giá cũ nha. Mình vô bọc 5 cái, 5 cái gì nè. Bây giờ mình vô bọc bóp nữa nè. Cái nào vô bọc bóp vừa, bây giờ mình vô bọc bóp không. Đó, bọc thì nó cũng mắc tiền anh em, nhưng mà mình muốn cái hàng cho anh em xài cho nó chất lượng và sửa đồ cho khách. Mỗi lần sửa đồ cho khách mình lấy ra mình nói món này món kia món nọ, khách dòm người ta cũng biết là đồ nó chất lượng rồi. Đó. Cái này một chục giá 80 nha. IC mini một chục giá 80, anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình, chục giá 80. Một chục cục, một chục cộng IC giá 80 nha. Rồi kế tiếp đây là K3 đi. K3 thì mình vô bọc 5 cục, 5 cục gì nè, chục giá 70 nha anh em. K3 thay quạt nha, thay quạt B3, quạt B4 và quạt B5, cũng có xài K3 2 này luôn nha, K3 quạt nha. Còn anh em nào muốn 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 mua loại 2.5 cũng vẫn có luôn nha. Đây, để mình lấy K3 2.5 cho anh em xem. Đâu rồi, đây nè. K3 2.5 nha, 120.000 một chục nha. K3 này nó hơi cao hơn là mình xài quạt công nghiệp B5. Đó, này mình đang vô đơn hàng cho khách nào, tại vì mình sẵn sẵn tiện mình lấy mình quay luôn cho anh em xem. Đó, còn K3 này là 70.000 nha. 70.000 một chục nha anh em. Giá cũ nha. Giá là trong dịch tới giờ đã 70.000 chục. Đó, K3 2UF 70.000 chục. Rồi bây giờ tới nè. Ống canh cốt đang mình hốt vô các bạn, quá đồ nó lắp ở trên nhiều quá trời rồi. Mình không có xả ra nữa nha. Đó, ngay bên đó kìa, một bọc kìa, mình không có xả ra luôn, xả ra không có chỗ để. Đây, ống canh cốt nè các bạn. Ống canh cốt này là 10.000 chục nha. Canh cốt quạt á, 10.000 chục. Đó,
có nhu cầu thì đặt hàng ống canh cốt, là ống canh cây cốt quạt nha, ống mũ canh 10.000 một chục đó. Để mở vô anh em thì mình báo giá từ món đồ cho nó gọn nha, đặng mình bỏ vô lại nha. Mỗi lần quay báo giá cho anh em thì mình cũng quay đàng hoàng cho anh em nhìn những cái mặt hàng mình mới mẻ và mình gói cho nó cẩn thận, đâu ra đó nó đàng hoàng đó. Anh em mua hàng mình chỉ có biết là ok thôi, chứ còn nói mà chê là không có nghe anh em. Anh em thợ gần xa đó, hàng mình đâu đâu đó rõ ràng, ăn thua cái giá cả, chứ còn bán là gỡ là phải gói hàng cho nó chất lượng. Mấy anh em thợ mà người ta mua hàng của mình quen đó ha, là người ta biết rồi, khỏi quảng cáo đó. Còn mấy người lạ lạ thì người ta chưa biết, người ta nghe nói chuyển khoản thì nói chung anh em nghe nói chuyển khoản thì cũng hơi sợ, nhưng mà ai cũng vậy, nhưng mà chủ yếu là đâu ra đó đàng hoàng. Đây cốt lỗ nghe anh em, mình xài bên đây một loại cốt lỗ không nghe, cốt bạc lỗ, một bó gì là mình vô trong cái bọc rồi mình mới quấn băng keo lại. Khi anh em xài á, cắt ra mé một miếng như nè, cái mình lằn cái cốt ra, rút ra anh xài vẫn còn cốt, có không bị oxy quá này nọ nghe. Cốt này cốt thép chất lượng nha, cốt lỗ là thay đa năng nè đó. Anh em nó có chọt không có chọt thì kiếm cái cầm xe đạp hay là cái gì chỉ số 3 xỏ ngang ha, ba lấy kìm bấm lại. Còn phe cốt là mình có bán nha, phe chẳng cốt mình có bán đây nè. Để từ từ mình giới thiệu đến phần này ha, này mình bán 10.000 chục nha. Còn cái cốt này á, một cốt không bạc một chục á là giá 70 ha, một chục cây bộ gì nè, một chục cây gì nè là giá 70 nha. Là các bạn mua cốt không bạc thì nó cốt không bạc cho mình đó. Còn cốt bạc, cốt có bạc là một bộ cốt bạc á, thì nó một cây cốt á, thì nó hai cục bạc như gì là giá 90 nha đó. Còn anh em nào mà mua bạc riêng á, bạc riêng thì một chục giá 30 nha, tại vì bạc riêng nó mắc đó. Cái này nó lờ meo đó anh em đó, một chục bộ gì là giá 90 nha đó. Cốt bạc các bạn nói mua thì nó một chục bộ cốt bạc là mình đưa một chục cây cốt này và 20 cục bạc đó, 20 cục bạc là tổng cộng là 10 bộ đó đó, là giá 90 nha. Còn cốt không thì giá 70. Để sang bên cho nó gọn anh em ơi. Đó. Rồi ta kế tiếp phá lồng nhôm giá 90 nha anh em, 90.000 một chục nha. Đó. Mấy cái này thì là meo rồi, một chục cái nghe là 90.000 nha, là phá cái gỗ cho nó, mình bẻ tới bẻ lui á là không bị gãy cánh nha, không xúc ra, dậy tới banh cốt bạc không xúc ra nữa. Còn nút số 4 này 80.000 một chục nha anh em, 80.000 một chục, nút số 4 80, một chục cái 80. Nút số 4 nha, nút bấm số 4 nha, nút bấm cho quạt á. Anh em cứ ghi theo đúng theo cái miệng cái tiếng mình nói thôi là mình biết à. Nút số 4. Đó. Còn công tắc này là công tắc đứng nha. Công tắc đứng là công tắc đứng bắp á, là mình dặn công tắc số đứng. Anh em cứ ghi công tắc số đứng đi. Là một chục là giá 70 nha, giá cũ. Đó. Công tắc treo cũng vậy, công tắc treo giật dây á anh em, nó cũng y chang gì, nó có cái càn để có dây giật luôn, có nút luôn, là một chục cũng giá 70 luôn nha. Công tắc đứng và công tắc treo chục giá 70. Hiện ở đây mình đã hết rồi, mình không có lấy về, chưa lấy về nên thử ra, hàng chưa về nên thử ra, mình không có quay cho anh em xem. Đó, giá 70 đồng giá nha. Còn cái ông công tắc đảo này nè anh em, công tắc đảo này là một chục và giá 80 nha. Này là 5 cái nè đó, có dây có đồ luôn, nhưng tắc treo mình nói đây á, chục giá 80. Công tắc đảo này á, là để tắt cho đảo, cho cái motor đảo này nè anh em đó, tắt cho cây quạt nó đảo qua đảo lại đó, là kêu công tắc đảo nha đó. Bạc này mình để qua bên nha anh em, mình giới thiệu qua từ 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 món tới anh em ơi, quá chặt rồi, mình thử ra mình để mình dọn gọn qua bên. Rồi giờ mình giới thiệu cái này trước nè anh em. Để mình để mấy này ra, mình mới đi ngoài đường về, mình gặp người ta dở nhà đó, người ta bán đó, mình mua lụm luôn. Thì anh em nào có nhu cầu nghe, thì nó có nhiều đó nghe.
hết thì thôi nha, chứ mình không có nữa bán nha. Cái này là mình còn mà đẹp nha, mình không có chùi lau nha, mình theo mình lau lại là mới tinh đó nghe anh em. Này nó dặn dặn ốc ra nè đó. Thì chưa, này chưa dặn ốc nè. Số số quạt hai ly nha, số quạt hai ly này anh em về anh em khiển quạt chằng quạt đồ được hết trơn nha. Tất cả quạt treo, quạt đứng, quạt chằng gì anh em mà chế á, chế lên trần nhà đó ha, là anh em xài được nha. Một bộ gì là mình bán là giá đồ cũ nha, đồ đã có sử dụng rồi nha anh em, số 2 ly nha. Đây để mình lấy một cái ra cho anh em xem, cục số 2 ly đây, 30.000 cục nha anh em. Đó, một cục số của nó nè. Cục số này mình mua hiện giờ đi mua không có nha, mua ngoài ngoài không có nha. Số gồm có công tắc nha đó, anh em chỉ cần câu hai cọng dây này, một cọng dây vô chui và một cọng dây đi thẳng lên, và cọng dây còn lại trên đi xuống là vô chui là mình xài được à. Đó, 30.000 cái, hiện giờ mình có 6 2 4 6 7 cái, 2 4 6 7 cái nha. Anh em nào nhanh tay thì đặt thì mình gói nha, tiền phí ship anh em chịu nha, cái này nó cũng dễ tăng anh em. Thì 30.000 cái đó, anh em nào thợ thì cứ đặt, này còn mới tinh nè, đó, lau lại cái mới tinh luôn, bụi, lau nước lại mới tinh nè, trước khi ấy anh em muốn lau chùi thì mình lau cho, còn mấy để vậy luôn, giao, ha, rồi xong, rồi kế tiếp á, mình ở đây mình có bán con siêu nghe anh em, con siêu từ 100 độ, 80, 90, 100 độ, cho thay cho những cái ấm nước, những cái ấm nước nha, cái ấm nước nó có xài siêu á, và những cái bình thủy điện, bình thủy điện vẫn xài siêu. Con siêu này nha, con siêu thì 120 độ và 100 độ, 90 độ thì anh em cứ xem thì anh em cứ mua, anh em nào mà không rành thì hỏi mình. Còn con siêu 150 độ là siêu sắc thuốc, và 160 độ và 180 độ, cái này là một chục là 150 nha anh em, một chục con là 150 nha, con 15.000 nha, con siêu nha anh em. Cái đó, cái con siêu sắc thuốc là mình biết rồi, siêu sắc thuốc và siêu bình thủy điện là nó đó, chục 150 nha. Đây mình có làm thêm, mình có bán thêm một ít này nè anh em, nhiều khi bóng đèn anh em nào chế chéo cháo một con cà, một con chở và một bóng đèn này là một chục nha, một bịch một chục chở và một chục bóng đèn là mình bán 20.000 đó. Bóng đèn nhang nha, bóng đèn này chế cho cây nhang cũng được nè, thay cho nồi cơm cũng được nè, nồi cơm đứt bóng đèn thay cho vẫn được nè, cái gì đèn báo thay cho gắn cho cái ổ điện cũng được nè, gắn cho ổ điện nó có bóng đèn báo đó, là câu con điện chở bên bóng đèn là vô 220 đó nha. Đó, chục là anh em thợ nào mua thì chục 20.000 này anh em thợ ta biết, ta thay cho những cái nồi cơm đứt bóng đèn nọ đó là cần thiết, nhiều khi ta mua ta bỏ đó, chục 20.000 nha anh em có nhu cầu thì alo mình nha, liên hệ mình. Chục là một bọc như nè, là chục bóng đèn vàng, chục điện trở luôn, gì mới 20.000 nha. Đó, đâu đó rõ ràng. Rồi kế tiếp, mưu tư đảo. Đây mình lấy ra cái mưu tư đảo, mưu tư đảo điện, mưu tư đảo điện một chục 230.000 anh em, giá 25.000 cái lẻ nha. Anh em nào mua lẻ thì mình bán 2-3 cái thì mình bán giá 25 nha. Tại trước giờ mình bán là ví dụ anh em quen mình không nói nha, tại vì mấy cái này nó lờ meo lắm, ghim vô thẳng điện 220 motor hào quang. Anh em nào muốn nói là lấy cho tôi có motor hào quang thì mình lấy có lỗ nha, cái này nó đảo điện và hào quang luôn nha, thay hào quang luôn nha, là 230.000 một chục. Rồi bách sắt của nó để chế motor đảo nè là hiện giờ là 140.000 một chục nha anh em. Cái này nó lên nó lòi meo đó, 140.000 một chục bách sắt nha, bách sắt chế motor đảo nè nha. Là anh em nào mà xem mình bán từ lúc mà mình báo giá là mình sẽ lên giá cái này đó, tại vì cái này nó bây giờ hiện giờ nó quá cao rồi, hết lời rồi đó, đâu đó rõ ràng. Rồi kế tiếp á, kế tiếp là cục cù đảo. Đây của nó là nguyên cung lê của nó nè anh em, gù đảo này là chục 30.000 nha, để mình gắn vô cái motor đảo để mình chế quạt đảo đó đó. Còn cái vụ mà giật dây hồi nãy đó, công tắc đảo là nó nè,
công tắc để tắt cho cái này nè. Đó là nguyên cơm lê của nó. Gù đảo này là 30.000 một chục nha anh em. Đó. Còn cái này là 101 nha, còn cái này là 230 nha, mua lẻ là 25.000 nha. Còn cổ treo cổ bàn thì giá 70 nha anh em. Đó, sắp tới là cổ treo cổ bàn nó lên giá đó nha, lên giá nhất à. Không có nhiều. Còn đây nút nút kéo. Nút kéo mà xa số nha anh em. Anh em muốn lấy bao nhiêu cũng có nha. Thì chục 10.000. Chục 10.000 mình vô bọc cái chục nè, đủ màu. Ha. 10.000 chục nha. Đó. Chục 10.000. Còn dây điện 3 mét thường. 3 mét thường, chui nhôm. Mình bán đâu nói đó, chui nhôm tốt. Đó, nó có hai màu thấy không? Chui nhôm. Đó. Dây ở trong là dây đồng nha, gục đồng nha, là thay cho quạt nha anh em. Đó, chui nhôm thay cho quạt 3 mét thông dụng. 90.000 một chục nha anh em. Hiện giờ cái này nó đang lên giá nha, 90.000 chục nha. Là dây 3 mét dây thay quạt, chứ mình không bán dây 2 mét. 2 mét thay quạt nó cục lắm anh em. Còn dây 3 mét dây khoan nha. Dây này nó nhem nhem lên giá hoài mà mình không có lên nè. Nó đang lên giá hoài mình không có lên là 290.000 một chục cộng nha. Dây khoan nghe, dây tốt nha. Này thay cho quạt được nè, bằng ủi được nè. Đó, mua tưa được nè, khoan mài được luôn nè. Một cộng 3 mét nha, có dây chống giãn nha. Dây này là anh em gần xa là ta ưa chuộng lắm nè. Đó. Ê, cho anh em xem. Đó, cái cùi nó có cộng dây chống giãn này, dây này dày lắm nha. Dây này đồng nhiều, thấy không? Là anh em xài là ok luôn á. Đồng nó dày lắm mà nó trong nó có một cái cộng dây chỉ chống giãn luôn, chống giãn dây. Và ở ngoài nó có cái vỏ bọc rất là an toàn. Mình thay quạt là cho con cháu mình xài ở ngoài trước đó ha, là ngồi đó ha, là con cháu mình chơi thoải mái khỏi sợ điện nha. Là 290.000 một chục nha, một cộng là 29.000 mình vô như vậy. Đó là dây 3 mét tốt và dây 3 mét giá 29, còn dây 3 mét giá 90.000 một chục. Dây 3 mét thường thì anh em cứ nói mình. Đó. Còn cổ này là giá 70 nha. Sắp tới mình cũng lên 80 nha. Nói mình nói trước đó. Còn phá lồng phá cánh. Phá lồng tốt. Một chục 20.000. Phá cánh tốt nha. Găng thao si nha anh em. Đó. Găng thao si đàng hoàng luôn, một chục 20.000 luôn. Là mình lấy cái loại tốt để mình bán cho anh em thợ người ta xài đó, là giá một chục 20.000 hết. Còn đây là hâm nồi cơm. Đó, khi nấu nồi cơm mà nó tắt chín rồi mà nó không hâm nóng tối ngày á, là nó là hâm nồi cơm nha anh em. Hâm nhiệt, miếng hâm nhiệt nồi cơm. Loại tốt nha anh em. Hàng loại tốt nha. 220V 40W nha. Thì cái này mà là mình bán 90.000 một chục nha. Một chục miếng nha. Một chục miếng là 90.000 nha. Đó. Hâm một chục miếng 90.000 là mình vô bọc sẵn vậy nè. Anh em thợ nào về thay là dở ra thấy ghiền luôn thấy không? Mình gói chống da lạp và ngon lành đó. Ở trong mình quấn lại đàng hoàng, mình cột cộng dây thun mình vô. Đó, mình bóp ra. Khi nào mà muốn thay lấy ra cái tôi thay cái miếng này bao nhiêu tiền, cái bắt đầu là người ta khái rồi, thấy không? Ta thấy mà đồ mới chát, đồ trong hộp trong bọc đàng hoàng. Còn lấy ra cái dở ra, này tôi thay cái này nhiêu tiền là nhìn thấy gớm không? Rồi. Kế tiếp là gúng nha anh em. Đây này mình bỏ hết rồi. Giờ nè gúng 145 nha anh em. Gúng 145 là gúng lớn nè. Gúng chân vàng. Gúng chân vàng nha. Chân vàng. Trên là cộng inox. Đây. Ở trên là cộng inox đàng hoàng nha. Ở trên đây là cộng inox nha. Đó, chân cộng inox. Ở dưới là chân vàng. Gúng chân vàng 145. Đó, 145 ha. Là gúng này là một chục là 140 nha anh em, giá cũ nha. Còn gúng sáp để thay cho nồi cơm sáp ha. Đây là gúng sáp để thay cho nồi cơm sáp nè. Thì cái này cũng đồng giá gúng này luôn nha, nó có hai loại nha. Cũng chục 140 luôn. Đó. Một chục 140. Rồi, kế tiếp. Đây. Quá trời nhiều rồi, nên thử cho nó hơi lại vài vòng nha anh em.
Đây phe này phe chặn chặn cốt nè, phe chặn cốt nãy mình nói đó là bịch là chục 10.000 nha anh em, phe chặn cốt. Nói là mình nói chậm chậm cho anh em để xem, anh em cô chú để xem cái hàng cho nó đúng ha. Phe chặn cốt này là một chục 10.000 ha. Chặn cốt đó, phe chặn cốt, phe cốt đó, nó phe cốt là mình biết rồi. Tại vì cái cốt nó có cái phe, nó có cái rãnh để phe, kêu phe cốt cho nó dễ hiểu. Rồi kế tiếp là ốc, ốc gáo. Ốc gáo đây, mình làm đây rồi nè. Ốc gáo có dày có cục nghe anh em đó. Ốc gáo này là một chục 15.000 nha, một chục con 15.000 nha. Ốc gáo này mất một chục con 15.000 nha, có dày có cục nha, chục con 15.000. Còn cái này là 10.000 nha, phe 10.000 nha. Còn bông mai, bông mai là bông mai đóng bạc nè, một chục gì là 10.000 nha, mình vô bọc sẵn. Cái này là mình chưa rảnh để vô bọc nè, một chục 10.000. Rồi để bên bên. Kế tiếp là nỉ nha. Nỉ một bịch là một chục nha, 5.000 nha. Một bịch là một chục cái á, một bịch là một chục nỉ á, kêu một bịch nỉ đó là 5.000, bịch nỉ 5.000. Con trắng, con đỏ, con đen nha. Con cốt nè, con trắng, con đỏ, con đen là con, hai con này là nó không có mềm nha. Con trắng là con bóng mỏng nè, siêu mỏng nè. Còn con đỏ là nó bằng về, nó hơi dày nè ha, con phím nè, con cứng đó. Còn con mềm là chỉ có con đen này nha. Thì bịch vẫn 5.000 một bịch đều hết nha anh em. Đó, con trắng, con đỏ, con đen là bịch 5.000 đó. Còn ổ, khoan hãy giới thiệu tới cái này. Rồi kế tiếp là sơ mi bật đạn. Để mình dọn cái này vô anh em ơi. Đó, dọn ba cái gù đảo vô. Rồi nó chống ra mình mới giới thiệu được món đồ. Chứ không nhìn này để lùm xùm không biết đâu mà ấy. Đây. Sơ mi 608 và bật đạn 608 nha. Đó. Sơ mi 608 bật đạn 608. Thì cái này một chục á là một chục sơ mi á đóng đóng chế bật đạn nha anh em. Đó, một chục sơ mi là giá 90 nha, 90.000 nha, mình vô bọc sẵn như nè. Một chục là 90.000. Đó, sơ mi 608. Còn sơ mi này nó là mình lấy là sơ mi tốt nha anh em. Đó, nó có cái dòng sắt ở dưới đây nè. Đó, rất là dày. Còn bật đạn 608 là bật đạn RB nha. Mình mua bật đạn hộp không à. Đó. Là một cây bật đạn là một chục bật đạn là 101 nha. Một chục bật đạn 101 và sơ mi luôn là hai cái là nó chẳng 200 đó, là đóng chế quạt đó anh em. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì liên hệ mình. Mình bán đồ chắc nha, đâu đó rõ ràng, đâu đó đàng hoàng. Còn ốp quạt, một bộ ốp nhôm gì mình không đóng, mình không thay quạt đó, thì mình mua cốt không á, mình thay gì một bộ ốp gì là 25.000 nha anh em. Giá cũ nha, 25.000 đồng một bộ ốp. Đó. Còn hôm nay mình có điếu hồng ngoại nha. Giờ mình tới mình giới thiệu điếu hồng ngoại cái đi, rồi mình quay qua mình giới thiệu cầu chì rồi. Đây điếu hồng ngoại mình có về một mớ rất là nhiều nha anh em. Đó. Đây, một tụng như là nó hai cục nè. Đó. Điếu hồng ngoại nha, điếu hồng ngoại là chống nấu là chống kêu là hao ga đó, ít hao ga đó. Ví dụ như thường ngày mình nấu mình xài cái bếp bếp thường. Mình xài bếp thường thì nó cháy lửa kia thì nó sẽ ra nhiều. Khi mà cái hồng ngoại này nó đỏ lên. Khi hồng ngoại này nó đỏ lên, anh em dặn nửa ra lại là bắt đầu là anh em nấu như lửa lớn luôn. Là nó đỏ như cục than luôn, rất là đẹp. Rất là mau nóng, là mau chín nha. Một điếu gì giá 50.000 nha. Một điếu gì giá 50.000. Đó. 50.000. 50.000 một điếu. Tặng thêm một cái bát. Đó, tặng thêm một cái bát dưới nha. Bát đây nè anh em. Đây để mình để cho anh em xem. Cái bát là để nghe, để bắn xuống cái thanh đó. Đó. 50.000 một điếu mà tặng thêm cái bát nha. Mỗi một điếu là có cái bát, anh em mua hai điếu là có hai cái bát. Mình gói hàng cẩn thận cho anh em đàng hoàng. Trước khi mình gói mình lấy cái giấy mình cắt tròn. Đó, giấy thùng mình cắt tròn này thấy không? Mình băng keo ngang nè thấy không? Mình có băng một mớ rất là nhiều nha. Mình băng một mớ rất nhiều đặng để mà anh em mua thì mình vô nha. Một cặp thì 100.000 nha. Điếu 50.000 cặp 100.000.
Còn điếu na mini giá cũ 25.000 một điếu nha. Điếu na mini 25.000 điếu. Giá thợ 25.000 điếu nha. Còn điếu điếu inox miếng đồng đó. Điếu và miếng thao. Miếng thao nha, thao thiệt nha anh em, đồng thao thiệt luôn á. Là một điếu gì là 45.000 nha. Một điếu gì là 45.000. Một điếu là luôn miếng thao luôn là 45.000. Đó. Còn cái ổ. Ổ nè anh em. Một cái ổ gì là 50 nha. Một cái ổ, thay bếp kiến, bếp inox đồ là tất cả luôn là 50. Rồi khoan, để tới cái này là đâu rồi, mất tiêu rồi. Đây. Gon ổ nha. Gon ổ này một chục 20 nha anh em. Chục cá 20.000. Gon ổ là gon đây nè. Đó, một chục cá 20.000 nha. Gon ổ. Gon ổ của bếp bếp ga lớn, gon ổ bếp lớn. Nói gon ổ bếp lớn là mình biết à. Đó, một chục là 20.000 nha. Có bán luôn. Rồi kế tiếp á là mình giới thiệu sứ nha. Sứ này sứ bếp mini nè. Sứ bếp mini chung với ICG mini đó. Nó chung với IC này nè anh em. Đó, chung với IC mini và chung với điếu này nè. Đó. Sứ này là 30.000 chục nha. Đó, 30.000 chục. Anh em về thay 20.000 con, 15.000 con. Lời ngon luôn. Đó. Sứ mini. Rồi, kế tiếp là cầu chì nồi cơm nha anh em. Cầu chì mình bán cầu chì sứ không nha. Cầu chì nồi cơm mình bán cầu chì sứ không nha, không có bán cầu chì kia nha. Cầu chì kia á, anh em biết không, cầu chì sứ này nó thay mà nó chất lượng nữa nè. Nó có cái này anh em bẻ, nó có cọng kẽm gì nè, anh em bẻ sẵn luôn. Cái cộng đồng kẽm á, anh em bẻ qua cái anh em dặn vô cái rồi ha. Dễ không? Dễ thay, một chục 30.000 nha anh em. Chục cầu chì sứ 30.000. Một chục là một bịch đó nha. Là 30.000 một bịch, một chục. Rồi kế tiếp là gút, một bịch 10.000 nha anh em. Gút tắc gử nha. Mình làm cho quạt đó là gút tắc gử nha. Là bịch 10.000. Đó. Còn đồng hồ đo. Đồng hồ đo mình còn nhiều nha anh em. Anh em nào có đặt thì 200.000 cái đồng hồ đo nha. Đồng hồ đo có thợ đó, đo sửa quạt đồ đó. Đây để mình lấy cho anh em xem. Đây, một cái đồng hồ gồm có tặng pin luôn nha anh em. Tặng một cục pin 9V và hai cục pin đó luôn. Đây. Đồng hồ tốt nha. Đó. Giá 200.000 cái. Rồi kế tiếp. Công tắc siêu tốc. Công tắc siêu tốc hiện giờ làm bán giá 70.000 chục nha. Chục 70 mình vô bọc sẵn luôn. Đây. Công tắc thay chám siêu tốc 70 nha. Anh em lấy nhiều lớp chịu 70 nha, tại vì chiến rồi bán 80, bây giờ mình sụt xuống còn 70 nha. Đó, anh em nào nhanh tay thì còn nha. Còn nấu bịch nữa. Hàng mình về liền liền luôn. Hầm. Rồi công tắc nồi cơm nữa nha anh em. Công tắc nồi cơm thì giá 80 nha. Công tắc ấm siêu tốc thì giá 70 nha. Còn mình có điều tốc cho máy khoan và máy mài 3.000W và 110 và 220 hết. Chứ không có làm 1.000W nha. 110, 3.000W. Xài cho khoan nội địa Nhật. Đó, là khoan Nhật đó. Là 110, 3.000W. Anh em xài động cơ chổi than đó là một cái gì mình bán 300.000 nha. Đó, 3.000W, 300.000. Còn 220, 3.000W cũng 300.000 luôn nha anh em. Anh em nào có nhu cầu gần xa đặt hàng nha, tài chịu tiền phí ship nha. Dây mình làm chất lượng ngay, dây 2m nha. Đó. Rồi các cái còn nhiều lắm nha anh em. Điếu đồng, điếu thao này là mình có rất là nhiều nha. Anh em nào muốn đặt hàng lúc nào cũng có nha. Ổ, bếp ga lớn và điếu. Và ngay cả cái kiền luôn. Kiền là mỏ đó, mỏ tròn nó đó, có luôn. Gỗ quạt, chân thăng treo. Thăng treo đồ mình có giao luôn nha. Tất cả là đồ bên điện cơ là mình có giao hết nha anh em. Anh em nào có thắc mắc cái gì thì cứ liên hệ hỏi mình thì mình sẽ gửi giao cho anh em. Anh em nào mua cái số lượng nhiều thì phải chuyển khoản cho mình trước nha.
chuyển ít chuyển nhiều gì miễn có chuyển là ít là cũng được. Còn anh em nào mua quen thì ở xa bất tiện mà nhận hàng á, nhận hàng như khu vực mấy khu vực Bình Dương đồ á, mình gửi hàng qua trung gian gửi xe thì anh em phải chuyển tiền trước mình gửi hàng. Mình có cái địa điểm ở Bình Dương, gửi xe một ngày đêm là đêm sáng là 10 giờ là nhận hàng liền rồi, không có lâu đó. Ở đây là mình cái này lúc nào mình cũng có nha, sơ mi và bạc đạn 608 để chế quạt, chế sơ mi là xài chất lượng anh em đó. Nút bọng đồ ha, khóa lồng khóa cánh nhôm đồ găng thao đồ tất cả các cái nghe anh em xem. Anh em cô bác nào xem thì cứ ghi lại đi rồi mình tính ra coi đúng giá không, cái nào đâu ra đó rõ ràng nha. Rồi cái số điện thoại mình thì mình để ở dưới cái số điện thoại mua hàng là mình để ngay cái tựa đề luôn đó. Anh em cứ bấm liên hệ qua Zalo của mình nha, qua Zalo của mình thì rồi nhắn tin mình rồi mình mới thấy nha, chứ không có không không mình kết bạn nha. Rồi chào tạm biệt các bạn nha, các bạn có mua thì liên hệ mình nha.